Rồi sau đấy nhờ bác cấp cứu lại dùng ba sản phẩm này nó bị hư. Đây em xin test cụ thể như thế này. Mình xem dùm em nha. Sản phẩm này thì nó bị rè nè ha. Nó bị rè mà nó nhỏ xíu à. Nó bị rè mà nó nhỏ, nó rất là nhỏ. Đây mình bật volume lên hết rồi nè. À, nó rất là nhỏ. Mà nó bị rè nè. Nó bị rè ha. Rồi, cái thứ hai. Cái thứ hai thì cái này kêu được ha, nhưng mà cái mic thì nó không có lên tín hiệu nè, không có nói được nè ha. Alo 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 không có nói được tại vì nó không có lên tín hiệu. Đây nếu như thằng này thì nó lên tín hiệu nè ha, để mình mở vô. Đây khi mình bật cái nút này này nó cũng lên đàn luôn ha, mình bóp nè, không có lên đàn, nó chỉ kêu được cái này thôi. Đây, rất là to thấy không, còn thằng này thấy không, nó nhỏ mà nó bị rè nữa. Đấy. Cái này thứ ba. Ba đây ha. Đó, nó kêu gì nè. Đấy, tiếng nó cũng vấn đề. Bóp ra nó kêu nè. Đây. Đấy ba cái ha, xin lại giúp giùm em, 8 cái mà lỗi hết 3 cái rồi.